Giữa cuộc sống vội vã, thi thoảng bạn lại muốn sống chậm một chút. Nhâm nhi tách cà phê phin thi vị thì thế nào? Hôm nay hãy để chúng tôi giới thiệu cho bạn một địa điểm dành cho dân mê cà phê chính hiệu nhé. Ra đời từ năm 2017 từ một chiếc xe cà phê Checker Way ở góc phố Bùi Đình Túy. Với thực đơn chỉ hai món đơn giản là đèn đá và sữa đá, cho đến ngày nay nhắc đến quê cà phê, bạn hẳn sẽ nhớ đến ngay hương vị cà phê truyền thống rang mọc nguyên chất đến từ đại ngàn Đắc Hà. Mình thành lập quê cà phê vào năm 2017 tại đường Bùi Đình Túy, lúc đó là một chiếc xe cà phê nhỏ ven đường. Thì vào thời điểm đó cà phê pha máy rất là thịnh hành, nhưng mà chất lượng cà phê lại không được đảm bảo. Với mong muốn mang lại cà phê sạch cho mọi người, quê cà phê dùng hoàn toàn phin truyền thống Việt Nam và cà phê sạch đến từ trang trại riêng của quê tại Đắc Hà, Kon Tum. Với công thức phối trộn độc đáo và sử dụng hạt 100% nguyên bản đến từ trang trại của quê, quê sinh ra mắt dòng sản phẩm Original Blended, được sử dụng hạt Arabica đến từ Cầu Đất và Robusta đến từ Đắc Hà. Và đặc biệt với mong muốn mang sản phẩm cà phê phin truyền thống đến với mọi người nhưng vẫn tiết kiệm được thời gian, quê sinh ra mắt dòng sản phẩm cà phê phin giấy, vừa bảo vệ môi trường vừa có thể sử dụng được mọi lúc mọi nơi. Được xem là một trong những quán cà phê giữ hương vị nguyên chất đậm nét văn hóa Việt. Cho những hôm cần một chút suy ngẫm, hãy thử đến quê cà phê nhé. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.